Xin chào các bạn. Trong những buổi trước đây thì chúng ta đã nói đến một số cái vấn đề như là nhận biết được xem mình đang mơ hay tỉnh. Cái mô típ của giấc mơ đó là gì? Đánh thức mình như thế nào khỏi cái cơn mơ của tâm trí này? Thì nghe nó có vẻ hơi trừu tượng và nghe có vẻ hơi hình tượng. Mà mình sẽ giải thích một chút là tại sao cái logic, những cái hình tượng mà mình nêu ra, nói đến, nó lại là những cái giấc mơ như vậy, để chúng ta có thể nhìn thấy được một cái sợi dây liên hệ rõ ràng hơn giữa cái việc đó là tu tập, thực hành tâm linh với việc chuyển hóa trong đời sống thường ngày. Tại sao nó lại liên quan đến những cái điều mà mình nói, đó là nhận biết được mình hay tỉnh, mình đang tỉnh hay mơ, hay là mình đang có cái mô típ giấc mơ nào đánh thức mình dậy như thế nào. Thì có lẽ là trong số chúng ta, những người mà đang nghe video này thì đều là những người đã có những sự tìm hiểu nhất định nào đó về tâm linh, về tu tập. Và có lẽ chúng ta đều nghe nói đến một cái câu nói này rất là nổi tiếng của Đức Phật hay là của Đạo Phật, đó là nguồn gốc của tất cả những đau khổ, đó là tham sân si. Thì tại sao mà trong một cái khóa học chúng ta nói đến việc là làm thế nào để tìm thấy an yên nội tại, hay là trên con đường tu tập, trên con đường tìm hiểu về tỉnh thức, về tâm linh, chúng ta lại nói đến đau khổ? Thực ra nếu như chúng ta chưa chấp nhận rằng mình đang đau khổ trong cuộc đời này, thì có lẽ chưa phải là lúc mà chúng ta có những sự chuyển hóa lớn trên con đường tu tập và tâm linh của mình. Khi mà chúng ta còn chưa dám công nhận, chưa dám đối diện với việc mình đang đau khổ, mình đang có những cái sự quằn quại, bất mãn trong cuộc sống, thì chúng ta chưa có đủ động lực để mà thay đổi. Thực ra thì nếu tất cả mọi thứ đều êm đẹp, vui vẻ, dễ dàng, nhẹ nhõm, như ý của mình, thì không có ai trong chúng ta phải đi tìm một thứ gì đó xa xôi, không có gì mà phải thay đổi trong cái cuộc sống này cả. Chúng ta cứ thấy vui vẻ, hạnh phúc, cứ sống cái việc mình đang làm, đang sống với cái môi trường mình đang tiếp xúc với, cứ vậy thôi. Không có gì phải đi đâu tìm kiếm, không có gì cần phải chuyển hóa cả, không có gì phải cố gắng để mà đạt được, để mà gọi là tìm một cái thứ cao siêu cứu rỗi mình cả, nếu tất cả đều tốt đẹp. Thế tại sao chúng ta lại tìm đến tâm linh? Tại sao chúng ta muốn tỉnh thức? Tại sao chúng ta lại đi tìm kiếm một cái con đường tu tập để chuyển hóa cuộc sống, chuyển hóa những cái trải nghiệm của chính mình? Là bởi vì chúng ta chưa cảm thấy hài lòng, chưa cảm thấy trọn vẹn an yên giữa cuộc đời này, chưa cảm thấy thực sự vui vẻ, hài lòng với những gì mình đang có, đang là, đang trở thành, vân vân. Và những cái sự không hài lòng này chúng ta nói ngắn gọn đó là đau khổ, bất mãn, không thỏa mãn trong cuộc đời. Và vì thế nên là cái điều thứ nhất mà Đức Phật nói đến, cái sự thật thứ nhất trong cái Tứ Diệu Đế hay là Four Noble Truths là there is suffering. Có một cái sự đau khổ bất mãn ở đây, ở đời này, ở trong chính mình, trong mỗi con người. Mà vì thế chúng ta mới luôn luôn đi tìm kiếm một cái điều gì đó ở bên ngoài. Chúng ta luôn luôn mong muốn có được một cái thứ gì đó giúp cho mình hạnh phúc hơn, bình an hơn, hay một cái sự chuyển hóa, một cái tỉnh thức tâm linh cứu rỗi mình, thay đổi cái cuộc đời này, thay đổi cái trải nghiệm mà mình đang phải sống với này. Chúng ta đang cảm thấy bất mãn, đang cảm thấy không hài lòng, đang cảm thấy phải chịu đựng những cái sự không dễ chịu, cảm thấy quằn quại, đau khổ trong cuộc đời, thì chúng ta mới tìm thay đổi. Và khi những cái đau khổ này đủ lớn thì chúng ta mới thực sự có cái động lực để chuyển hóa và tìm đến con đường tu tập và tâm linh. Thế và cái lời dạy của Đức Phật đó là nguồn gốc của đau khổ là từ đâu? Là từ tham sân si. Nhưng ba cái chữ này thực ra bản thân mình đọc không hiểu. Mình đọc bao nhiêu năm không hiểu tham sân si là gì. Mình đâu có tham, mình cũng chẳng cần tiền lắm. Mình cũng cần nhưng mà mình không tham của người khác. Mình không lấy đồ đạc của người khác, không lấy tiền nong của người khác, không lừa đảo ai. Mình đâu có tham đâu. Hay mình sân, là ngày xưa mình cũng sân hận ấy, nhưng bây giờ mình đâu có sân đâu. Hay si, mình đâu có ngu si đâu. Mình cũng thông minh mà. Mình đọc sách, mình hiểu. Mình cũng có những cái nhận thức nhất định. Rồi mình còn đạt được bằng cấp như thế này thế kia. Mình có học vị cao học vân vân.
Thế nên là nhiều khi mình nhìn vào cái chữ tham sân si, mình không thấy mình trong đó. Và vì thế mình tu tập, mình đọc sách, mình thiền, mình đi tìm kiếm các vị thầy, mình đi tìm kiếm những trải nghiệm tâm linh, nhưng mà cái cuộc sống này không chuyển hóa nhiều. Bởi vì mình nghĩ rằng tham sân si đó không áp dụng với mình. Nhưng mình vẫn đau khổ quằn quại. Và mình vẫn không thấy được cái lời Đức Phật là đúng. Vì tham sân si thì nó chỉ áp dụng với những người như vậy thôi, hay là ngày xưa mình như vậy thôi, bây giờ mình không. Mình cảm thấy mình không có tham, không có sân, không có si nhiều. Có thì cũng rất ít thôi, làm gì mà đến nỗi gì lắm đâu. Thế nhưng mình vẫn quằn quại đau khổ và mình không dám nhìn nhận thẳng vào cái vấn đề này, bởi vì mình không hiểu nó, không hiểu cái bản chất của cái tham sân si này là gì. Mà thực ra ấy, đối với trải nghiệm của cá nhân mình cảm thấy cái từ ngữ trong tiếng Việt tham sân si này nó làm cho mình bị hiểu sai. Và những cái sách vở, những cái bài giảng mà mình nghe, nói thật sự là mình không hiểu những cái từ đó. Cái từ ngữ, ngôn từ nó bó hẹp cái nghĩa của nó lại và khiến cho mình không thấy mình trong đó. Bởi khi nó đã bó hẹp rồi, nó chỉ đúng với một số cái góc nhỏ nào đó mà mình thấy nó không bao gồm mình. Thế nên là mình muốn phân tích một chút rõ hơn ở đây. Đó là khi chúng ta cảm thấy đạo tách với đời, khi chúng ta cảm thấy tu tập mà chưa chuyển hóa được, khi mà chúng ta cứ cố đi tìm kiếm một cái điều gì đó để thay đổi cái cuộc đời này, để thay đổi cái thực tại này, là khi chúng ta đang quằn quại, bí bức, bất mãn, đau khổ. Và cái nguyên nhân ở đây đó là ba cái chữ đó, nhưng mà nghĩa của nó không chỉ đơn giản là tham sân si như chúng ta thường hiểu hay như mình thường hiểu. Tham ở đây không có nghĩa là tham lam vơ vét vào mình và không để ý đến người khác và cứ vơ lấy vào mình thôi. Nó không có nghĩa chỉ để ở cái mức độ là của cải hay là tiền bạc hay là vật dụng hay là những cái thứ tangible, những cái thứ cầm nắm được, những cái thứ kết quả rõ ràng. Mà tham ở đây là greed, là self-centered desire, tức là cái khát vọng của bản ngã, mong muốn sao cho những cái lợi ích, những cái mọi thứ đều hướng về bản thân mình, về lợi ích của cá nhân mình. Và những cái tham vọng ở đây, khát vọng ở đây của bản ngã bao gồm đó là những cái khát vọng được sung sướng, rồi những cái khát vọng được sở hữu, và đặc biệt là những khát vọng được ghi nhận, được công nhận, được tôn trọng, được kính nể. Nói chung là những cái thứ mà nó giúp cho bồi đắp cái hình ảnh của bản thân mình, những cái đặc thù, đặc tính để giúp cho mình đạt được những cái đặc quyền, đặc lợi, những cái vị trí nhất định, rồi được công nhận là đúng, là tốt, là giỏi, là quan trọng. Tất cả những cái thứ này nó là tham. Hay nói một cách cụ thể hơn, đó là khát vọng của bản ngã. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng là tham, sân si là nguồn gốc của những cái sự bất mãn, đau khổ, nhưng mình đâu có tham. Thực ra mình chưa nhìn sâu vào cái chữ tham này và chưa soi vào chính mình xem mình có những cái khát vọng của bản ngã hay không. Và thực ra ai cũng có. Một khi mình còn đang quằn quại giữa đời, mình còn đang đi tìm cái nọ, đang tìm kiếm cái kia, là bởi vì đằng sau đó là những khát khao của bản ngã, mong muốn được ghi nhận, mong muốn được khẳng định cái hình ảnh bản thân của mình, cái giá trị của bản thân này, cái sự quan trọng này, và tất cả những cái đặc quyền, đặc lợi mình mong muốn là để xây dựng, duy trì và củng cố cho cái sự tồn tại của cái cá thể này. Thì đây là chữ tham. Mà thực sự mà nói, có thể rất nhiều người tìm hiểu sâu, đọc kỹ những cái sách vở, có thể hiểu rõ được nó từ lâu rồi. Còn bản thân mình, thực ra mình nghe chữ tham này bao nhiêu năm mình không hiểu. Mà mình đến khi đọc tiếng Anh thì mình lại hiểu. Bởi vì nó nói rằng đây là self-centered desire, tức là những cái khát khao hướng về bản thân mình, hay những khát khao mong cầu của bản ngã. Đó, thì khi mà mình hiểu được cái nguồn gốc hay cái bản chất của cái chữ tham, thì tự nhiên mình thấy, à đúng, mình có. Và bắt đầu mình nhìn sâu vào từng cái khía cạnh của vấn đề, mà mình thấy mình đúng là có những cái thứ đó. Và mình mới thấy rằng vì thế mà mình vẫn khổ, mình vẫn cứ quằn quại, khó chịu, bất an, đi tìm kiếm cái nọ, tìm kiếm cái kia, tìm bình an, tìm tỉnh thức ở đâu đó. Đó là cái chữ thứ nhất. Và cái chữ thứ hai đó là chữ sân. Thì chúng ta hiểu nó là sân hận, tức là rất là căm ghét, oán giận, ghét bỏ một ai đó, rồi hận thù, rất là căng thẳng. Đó, thì chúng ta thường áp vào nó một cái chữ nghe nó rất là căng thẳng, kịch tính và ghê gớm. Nên nhiều khi mình nghĩ rằng mình đâu có thế đâu,
Mình làm gì mà đến nỗi sân hận ai, mình chẳng ghét ai đến mức độ như thế. Mình chỉ hơi khó chịu với người này người kia, hoặc người này nói một câu này thì mình rất là tức một lúc đấy thôi. Một năm sau mình nghĩ lại mình vẫn tức, nhưng mà mình cũng không phải sân hận lắm. Đấy nên là mình nghĩ mình không sân. Đấy là bản thân mình trải qua một cái quãng thời gian như vậy rất là lâu. Và đến khi mình đọc kỹ, ngẫm kỹ, thiền kỹ, nhìn sâu vào cái chữ sân này, nó là aversion, nó là cái sự phản đối, phản kháng, không chấp nhận, không hài lòng, không đồng ý. Cảm thấy một cái cảm xúc mà mình cảm thấy không muốn cái điều này, không thích cái điều kia, không đồng ý với người này điều kia, không chấp nhận được điều này điều kia. Và nó mạnh hơn thì nó sẽ là mình rất là tức cái này cái kia, mình rất là khó chịu, mình rất là bực bội. Mạnh hơn nữa là mình rất oán hận, mình rất là căm ghét, thù địch một ai đó. Thế nhưng mà đấy, nhiều khi mình cứ nghĩ rằng cái sân này nó là cái mức độ tột cùng đó. Nên là khi mà mình có những cái nho nhỏ hơn, mình không nghĩ rằng mình có cái sân đó. Và vì thế mình không nhìn thấy rằng là chính nó lại là những cái nguồn gốc của đau khổ mà mình vẫn đang có trong cuộc sống đời thường. Dù rất ít thôi, mình vẫn có một chút nào đó, đó là mình không thích cái điều này lắm, mình không thích cái người này lắm, mình không thích, không chấp nhận được cái hoàn cảnh này cho lắm. Mình cảm thấy vẫn bất mãn với cuộc sống này, dù mình có đầy đủ tất cả mọi thứ, dù là không có giàu sang như người ta, nhưng mình cũng không có thiếu thốn gì. Nhưng mình cảm thấy vẫn không hài lòng, không thích cái hoàn cảnh mình đang sống, không chấp nhận được nó, không chấp nhận được cái người bạn đời bên mình, vân vân. Đây là sân. Mình nhìn thấy một thứ gì đó trên Facebook viết ra, mình cảm thấy không không ổn, không thích, không đúng. Mình khó chịu trong người, mình muốn nói lại một cái điều gì đó. Đây là sân. Mình không nhìn ra được rằng là trong từng khoảnh khắc đời thường có vô số những cái chi tiết rất nhỏ thôi, mình vẫn có những cái tham sân si nữa. Và si là gì? Si này thì trước đây mình nghĩ rằng nó là ngu si, nó là sự nhầm tưởng. Nhưng mà thực ra mình chả biết nhầm tưởng là cái gì, nhầm tưởng về cái gì. Mình đâu có nhầm tưởng đâu, mình rất là thông minh, mình hiểu rất mọi thứ rất là rõ ràng. Mình biết rằng cuộc đời nó là như thế này, con người như thế này như thế này, mọi thứ rất là rõ ràng trong cái định hình, trong cái hình dung của mình về cuộc đời. Và mình đâu có ngu, mình biết suy nghĩ, mình học đến tận đại học cao học, mình biết ăn nói vân vân. Mình nghĩ là mình không có ngu si gì cả. Vậy thì cái chữ si này á không áp dụng với mình, nó chỉ áp dụng với những người có lẽ là rất kém cỏi, rất là không hiểu gì, không nghĩ được gì đó. Nên là thành ra mình tự đặt mình ở một cái vị thế, đó là mình không có tham, mình không có sân, mình không có si. Và vì thế nên là những cái gì mà đạo dạy, Đức Phật dạy, mình nghe đấy, nhưng mình nghĩ là à, áp dụng vào người kia, người này người kia vân vân, xã hội ABC, không phải mình không có cái đó. Đấy là cái tình trạng mà mình rơi vào trong rất nhiều năm. Và mình nghĩ rằng có thể có rất nhiều người trong số chúng ta cũng đang ở trong tình trạng đó, không thấy được những cái điều mà bản thân mình chỉ có phóng chiếu ra bên ngoài mà không nhìn vào bên trong mình. Mình không chấp nhận được rằng mình có cái sự tham sân si đó, hoặc mình nghĩ là có nhưng mà làm gì đến mức độ mà nó làm cho mình đau khổ. Thế nhưng mà mình vẫn cứ đau khổ, mình vẫn cứ quằn quại, mình vẫn cứ bất mãn với cuộc sống, bất mãn với những cái chi tiết rất chi là nhỏ nhỏ hàng ngày thôi, và mình thấy không hài lòng. Thì cái si này ạ, đó là sự hiểu nhầm về thực tại, về bản chất của sự vật, sự việc và của các vấn đề. Và thật ra thì khi mà nhìn thật sâu vào cái chữ si này, mình có thể nói rõ hơn, đó là nó bao gồm có những cái điều sau đây. Một, đó là không biết rằng mình đang mơ mà cứ nghĩ mình tỉnh. Mình cứ nghĩ rằng mình rất tỉnh táo, rất tỉnh thức, rất tường tận mọi thứ giữa cuộc đời này. Nhưng mình luôn luôn chìm trong cơn mơ của tâm trí. Những mường tượng hình dung, những suy nghĩ, những cái lời lẽ giải thích, những cái lời phân định, những cái đánh giá, rồi những cái cứ nói bla 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 trong tâm trí của mình tin vào nó 100%. Mình không biết rằng mình đang lạc trôi trong cơn mơ của tâm trí. Mình không biết rằng mình đang mơ mà cứ nghĩ mình tỉnh. Mà vì thế, đây là cái si. Mình không biết rằng trạng thái tỉnh thức, ý thức này, nó không phải là tỉnh. Cứ 100% tin nó là thật, cuốn theo những cái dòng suy nghĩ cảm xúc trong đầu mình. Đó, đây là cái thứ nhất về si. Cái thứ hai đó là mình không phát hiện ra được rằng bản ngã của mình
đang trồi lên, là cái thứ mà kéo mình đi và thôi thúc mình hành động, thôi thúc mình mong cầu cái nọ, muốn đạt được cái kia, muốn nắm giữ và kiểm soát người này người kia, rồi tức tối khó chịu, ganh đua, đánh giá, chỉ trích. Mình không biết rằng mình đang bị bản ngã kiểm soát tất cả những suy nghĩ, lời nói, hành động và ý định lẫn xu hướng hành xử của mình. Đây là cái si, đây là cái delusion. Và mình nghĩ rằng cái bản thân này, cái mình này, cái tôi này, cái bản ngã này quan trọng. Mình là trung tâm của vũ trụ. Mình là người cần được quan trọng, cần được coi trọng. Mình là người đúng, là tốt. Mình cần được cư xử một cách như thế này, như thế kia. Tất cả mọi thứ hướng về mình. Chúng ta nói đến 9 mô típ của những cơn mơ của tâm trí, nó đều hướng về mình, về cái tôi này, cái bản ngã này. Cái mường tượng rằng mình quan trọng, mình tồn tại hoàn toàn độc lập với một cái thế giới xung quanh bên ngoài, của người ta, của họ, của xã hội ngoài kia, của thế giới ngoài kia. Còn ở đây là mình, ở đây là vòng an toàn của mình. Tất cả mọi thứ mình muốn bảo vệ cho bản ngã này, muốn xây dựng hình ảnh này, muốn mình phải là đúng, là quan trọng, là tốt. Rồi những gì mà mình coi nó là của mình nắm giữ lấy, mình bảo vệ, mình kiểm soát, và mình không muốn ai làm tổn hại đến hình ảnh của mình và những gì là của mình. Thì đây là si. Như vậy là gì? Si nó bao gồm có việc đó là mình không nhận thức được cái việc mình bị cuốn trôi, lạc trôi trong những cơn mơ của tâm trí, và mình không nhận thức được khi bản ngã kiểm soát mình, và mình không nhận thức được rằng cái ý niệm về cái tôi cá nhân này thực ra là một cái ý niệm nhầm tưởng, nghĩ rằng mình tồn tại độc lập hoàn toàn so với những thứ xung quanh mình. Có một cái tôi ở đây, một cái tôi quan trọng là trung tâm của vũ trụ, và lúc nào mình cũng cứ bo bo bảo vệ cho nó, xây đắp nó và mong muốn người khác phải ghi nhận nó, phải tôn trọng nó, phải coi nó là một cái gì đấy vô cùng đặc biệt, quan trọng. Thì ba cái chữ tham sân si này, đặc biệt là chữ si, là thứ mà gây ra những cái nhầm tưởng, những cái oán trách, những cái đau khổ, những cái mâu thuẫn ở đời này. Như vậy những buổi trước chúng ta đã nói đến những giấc mơ của tâm trí, mô típ của những giấc mơ đó và kéo mình ra khỏi giấc mơ đó như thế nào. Chúng ta vừa nói về những cái chữ si, những cái chữ nhầm tưởng về thực tại, về những gì là thật. Chúng ta chỉ ra được những gì không thật để sau này chúng ta sẽ biết cái gì là thật. Chứ còn những cái thứ mà thật, sự thật, chúng ta hiện tại sẽ chưa thể nào hình dung được về nó. Bởi vì chúng ta chỉ đang nhìn thế giới quan này, tất cả mọi thứ thông qua năm giác quan vật lý và thông qua một cái giác quan nữa, đó là suy nghĩ của chính mình, riêng mình. Và chúng ta định hình tất cả mọi thứ thông qua năm giác quan vật lý này cộng với những gì mình nghĩ và mình tin. Và vì thế khi chúng ta nói đến một cái thứ sự thật không nằm trong cái trải nghiệm của năm giác quan, cũng không nằm trong cái thứ chúng ta đã biết, đã nghĩ đến, đã tưởng tượng ra, thì chúng ta không bao giờ trải nghiệm được nó và không bao giờ tin rằng nó là thật. Cho nên để mà thực sự tiến dần tiệm cận đến sự thật, chỉ có cách đó là chúng ta chỉ ra những thứ không thật mà thôi. Còn những ai chỉ cho các bạn rằng sự thật nó là như thế này, nó là cái biết, nó là như thế này, ABC, thực sự chúng ta không trải nghiệm được, mà chúng ta chỉ nói lại những cái lời lẽ, lý thuyết đó mà không bao giờ trải nghiệm được. Nếu chúng ta không biết cái gì là không thật, chúng ta sẽ đồng nghĩa những cái thứ mà chúng ta nghĩ là thật đó với những thứ không thật mà mình đang tin vào. Và vì vậy thì các cái bước của chúng ta ở đây đó là chỉ ra những thứ không thật. Một, đó là chúng ta đang mơ trong lúc tỉnh. Chúng ta biết rằng khi mình cuốn vào những cái suy nghĩ trong đầu, những cái cảm xúc mình đang cảm thấy, và cái cảm xúc nó cứ nặng nề, khó chịu, quằn quại, là bởi vì mình đang bị lún sâu vào những cơn mơ của tâm trí, những suy nghĩ, niềm tin trong chính mình không thoát ra được. Và lúc đó thì làm sao? Nhắc mình là mình đang chìm đắm vào những cơn mơ của tâm trí, chỉ ra được chính những cái mô típ mà mình đang lặp lại ở trong cái suy nghĩ và cảm xúc của mình, chính cái mô típ để chỉ ra rằng đó là bản ngã của mình đang vận hành. Tất cả mọi thứ hướng về mình, đó là bản ngã. Chỉ ra được bản ngã để mà tỉnh dậy một chút, tách mình ra khỏi nó một chút, thay vì bị nó cuốn đi và điều khiển hoàn toàn.
Và tiếp theo là gì? Đó là đánh thức mình bằng cách nhắc mình. Mình bị chìm vào trong cơn mơ của bạn, của tâm trí. Mình bị cuốn vào cái motif là mình quan trọng, mình đúng, mình tốt, mình bảo vệ cái thứ là của mình, ABC. Thì lúc đó mình nhắc mình là xẹp cái bản ngã này xuống, xẹp cái tôi phản vệ xuống, xẹp cái tôi chiến đấu xuống, xẹp cái tôi dỗi hờn xuống. Hay là dừng lại, đừng có làm con mèo xù lông nữa, đừng có làm chiến binh cô độc nữa, đừng có làm một em bé dỗi hờn nữa. Nói được với mình cái điều đó, mình đã tách mình ra được khỏi cái dòng suy nghĩ cảm xúc nó đang cuốn mình đi đó rồi. Đó, thế và chưa dừng lại ở đó, nó mới chỉ là một cái phần để chúng ta gọi là đào tạo mình, giúp mình làm quen với cái quá trình tách mình ra khỏi những gì không thật này. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp vào một cái phần nữa. Và cái phần này thì nó giải thích cho chúng ta được là tại sao mà có những lúc cùng một sự việc xảy ra, ví dụ cái người này nói xấu mình rất là tức. Bình thường trong cuộc sống đời thường mình rất là tức, mình sẽ quằn quại vật vã nghĩ về nó hàng ngày hàng đêm, mất cả tuần không thể nào thoát ra khỏi nó được, tức lắm. Rồi đánh giá là tại sao người ta nói như thế, người ta phải xin lỗi mình, và mình cứ quằn quại trong đó. Gặp ai mình cũng nói về cái chuyện đó, mình cũng kể cái bức xúc khó chịu của mình, vân vân. Chúng ta hãy tưởng tượng là cùng một sự việc này, nếu chúng ta đang ở một nơi nghỉ dưỡng, hay một nơi tu thiền, hay một cái khóa retreat giữa một khu rừng, giữa một không gian tĩnh lặng, khi mà mình thiền hàng ngày, khi mà mình sống giữa một cái môi trường mà tất cả mọi người đều rất là tỉnh thức, rất là yêu thương, rất là từ bi. Thế là mình nghe thấy một cái chuyện rằng là cái người bạn ấy nói xấu mình cũng cười, mình cũng thấy rằng là có lẽ là cô ấy cũng có những cái nỗi niềm, cũng có những cái vấn đề của bản ngã, có những cái tham sân si mà cô ấy chưa thoát ra được, vân vân. Rồi cũng có thể bản thân mình có những cái vấn đề như thế này thế kia, có những lúc mình cư xử như thế này thế kia nên người ta mới đánh giá như vậy. Không sao cả. Và mình cảm thấy rất bình thường, mình cảm thấy thậm chí là thương người ta, mình cảm thấy mình bỏ qua ngay được lập tức. Cái tâm trí mình không bị bám víu lấy cái chuyện đó, và mình cảm thấy nó không ảnh hưởng gì đến mình cả. Mình vẫn rất là vui vẻ, bình an, mình vẫn vững vàng, cân bằng. Nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy được hai cái thời điểm khác nhau này. Cùng một sự việc xảy ra, nhưng trong một cái cuộc sống rối ren, bận rộn, căng thẳng, lo âu, hay là cái bản thân mình đã ở trong một cái mớ bòng bong, đã ở trong một cái trạng thái rất căng thẳng, mệt mỏi, thì mình sẽ phản ứng tăng lên gấp 10 lần, 100 lần, vân vân, nổ bùng luôn. Thế nhưng nếu mình đang ở trong một cái môi trường, một cái trạng thái rất là điềm tĩnh, cân bằng, hài hòa, nhẹ nhàng, tỉnh táo, thì cùng cái sự việc đó xảy ra, mình không có những cái phản ứng to tát đó. Mình cũng có thể hơi chạnh lòng, mình có thể suy nghĩ một chút, nhưng cái suy nghĩ của mình nó sẽ tự động chuyển sang một cái góc nhìn đầy yêu thương, đầy thấu hiểu và có lòng từ bi ở trong đó. Chúng ta hãy nhìn thật kỹ mà xem. Cho dù chúng ta không đi lên một khu rừng, không ở với một thầy tu, không ở với một cái retreat, mà chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta đi du lịch hoặc chúng ta về quê với gia đình, chúng ta ở trong một cái môi trường mà được nghỉ ngơi, thư giãn, chúng ta cũng đã thấy được cái phản ứng của mình nó đã khác rồi. Nó đã nhẹ nhàng hơn, nó dễ chịu hơn, dễ thở hơn. Mình không đến nỗi phản ứng mạnh mẽ như vậy đâu. Như vậy có nghĩa là những cái phản ứng mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống, nó làm chúng ta quằn quại, đau khổ, khó chịu này, như chúng ta đã từng phân tích, đó là chúng ta bị chìm trong những cơn mơ của tâm trí, chúng ta chìm trong những cái mô típ mà bản ngã coi mình là quan trọng, là đúng, là tốt, và cố để bảo vệ cho cái bản ngã, cái hình ảnh bản thân và cái quyền lợi của bản thân này. Và chúng ta phải chỉ ra được cho mình đó là mình bị bản ngã điều khiển, để mà nhắc mình là dẹp cái bản ngã xuống. Thế nhưng đồng thời, chúng ta hãy nhìn lại xem tại sao lúc đó, tại sao cái thời điểm đó, và thậm chí bây giờ nghĩ lại một cái chuyện trong quá khứ, chúng ta cũng vẫn bị quằn quại, tức tối và cao trào cảm xúc, rất là bất an, khó chịu. Là bởi vì ngay cái thời điểm đó, hay cái thời điểm mình nghĩ lại sự việc,
hoặc là cái thời điểm sự việc diễn ra, bản thân mình không ở trong một trạng thái thư giãn, thoải mái, dễ chịu, cân bằng, tỉnh táo. Bản thân mình không có cái sự bình tâm, không có cái lòng từ bi thấu hiểu vào lúc đó, hoặc vào cái lúc mình nhớ lại một cái chuyện đó. Cho nên cái sự việc xảy ra, hay một cái chuyện về một cái ký ức đã xảy ra trong quá khứ này, nó cho mình thấy mình đang ở đâu, cái tần số của mình đang như thế nào, cái bản thể của mình nó đang ở trong trạng thái nào, cân bằng hay rất bấp bênh, căng thẳng hay thư giãn, bất mãn khó chịu hay bình tâm thư thái, bao dung tỉnh thức. Trong một cái trạng thái căng thẳng, khó chịu, căm ghét mọi người, hay là trong một cái trạng thái thấu hiểu, từ bi, yêu thương. Nó là một cái công cụ, một cái kim chỉ nam, một cái bài học giúp cho mình nhận biết được mình đang ở đâu, mình đang bị lạc trôi vào trong một cái mớ bòng bong, và mình đang bị mắc kẹt ở trong một cái dải tần số rất thấp, hay mình đang ở một cái trạng thái rộng mở và ở một tần số cao. Thế nên là nhiều khi mình cứ bị chìm đắm trong cái việc chỉ trích người ta, khó chịu về cái chuyện xảy ra, rồi mình đổ lỗi cho hoàn cảnh và mong muốn thay đổi cái hoàn cảnh này, mong muốn tìm lại cái sự công bằng cho bản thân mình. Mình phải được nhìn nhận, ghi nhận, mình phải được cư xử một cách, đối đãi một cách quan trọng chứ. Mình cứ bị chìm đắm trong một cái câu chuyện của tâm trí đó, mình cứ bị cuốn theo những cái chi tiết, tình tiết của sự việc, và mình cứ kỳ vọng nó phải thế này thế kia, mình lại mong muốn kiểm soát nó theo cái hướng mình muốn. Thế là mình căng thẳng, mệt mỏi, sợ hãi, bất an, rồi quằn quại đau khổ ở trong đó. Mà mình vẫn nghĩ rằng à, mình có đau khổ đâu, mình vẫn đang tu tập, mình vẫn đang ngày ngày thiền, mình vẫn đang có những cái hiểu biết tâm linh, mình đâu có đau khổ đâu. Nhưng mình vẫn cứ bị quằn quại trong những cái chuyện rất là nhỏ, rất là nhỏ, và mình không có an yên. Thế thì hãy coi những cái câu chuyện đó, những cái sự việc, tình tiết, những cái con người đó, nó là cái thước đo, nó là một cái dấu hiệu, một cái điều chỉ dẫn cho mình rằng mình đang không ổn. Mình hãy nhìn lại mình đi, và mình nhìn lại mình như thế nào. Thế thì ở đây chúng ta vừa nói đến, đó là khi mà chúng ta phản ứng rất là mạnh mẽ, kịch liệt, cảm xúc nó mạnh mẽ, nó quằn quại, khó chịu, là bởi vì mình đang ở trong một trạng thái không cân bằng, không thoải mái, không dễ chịu. Và bởi vì mình đang gồng lên với những cái áp lực nào đó. Và những áp lực này đến từ đâu? Có phải vì cái người đó, vì cái hoàn cảnh đó, vì cái sự việc đó hay không? Hay là người ta chỉ hơi bị xui, người ta nói một cái điều này, một cái sự việc đó xảy ra vào cái lúc này, trong cái lúc mình đã đang căng như là sợi dây đàn rồi, đang ở mức độ phu rồi, sắp bùng nổ rồi, thì đến lúc nó thả vào đấy một cái giống như giọt nước tràn ly thôi. Mình đã phun sẵn rồi, mình đã căng sẵn rồi. Mà tại sao mình lại căng sẵn? Là bởi vì trong cuộc sống đời thường, mình đang sống với vô cùng nhiều những cái áp lực tự tạo từ những cái chữ cần và chữ phải. Hay mình hay nói đến trong những cái video trên YouTube, đó là những cái niềm tin giới hạn trong tâm trí của mình. Những cái chữ cần và chữ phải là như thế nào? Trong cuộc sống đời thường, chúng ta nghĩ rằng mình cần phải, đầu tiên là gì? Có học vị, có công danh, địa vị, có một người bạn đời như thế này như thế này, có một ngôi nhà, có bằng đây tiền, rồi có những vật dụng này, có những chuyến đi này trong năm, có ABC, XYZ, vân vân. Mình nghĩ rằng mình cần có rất nhiều thứ, và mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, mình đang gồng lên đuổi theo để có được những thứ mình nghĩ là mình cần đó. Mình đang rất là mệt rồi, mình chạy theo đủ thứ, mình cố để đạt được đủ thứ, mình đang rất là mệt mỏi rồi, căng thẳng rồi. Thế tự nhiên lại còn thả tõng một cái gì đó vào cái bình nước đã rất là đầy đó rồi, nên là giọt nước tràn ly. Chứ không phải tự nhiên mà có một sự việc xảy ra mình lại phải căng lên, đối đầu với nó, quằn quại với nó. Có sao đâu, nếu mà mình đang thư giãn, tỉnh táo, mình đang bình an, cân bằng, sự việc đó nó sẽ không làm mình căng như vậy. Nhưng mình đã vốn dĩ đang gồng mình lên, đuổi theo vô số thứ, mong muốn đạt được vô số thứ, mình mệt lắm rồi,
Nên là đừng có nói cái gì, đừng có làm cái gì khiến cho mình mệt mỏi thêm đi. Và cái việc mà tại sao mình lại nghĩ là mình cần những cái thứ đó và mình cứ đuổi theo những cái thứ đó trong suốt cuộc đời. Tùy từng giai đoạn nha. Lúc trẻ mình cứ đuổi theo rằng mình phải có học vị, phải có công danh, phải có công việc kiếm được bằng đây tiền. Mình phải có được một người yêu như thế này, phải có được một gia đình như thế này. Rồi tiếp theo là gì? Phải có một ngôi nhà, phải có được cái xe, phải có bằng đây tiền trong tiết kiệm, phải đi được những nơi này nơi kia. Rồi đến lúc già thì sao? Mình phải có bằng đây tiền trong tài khoản tiết kiệm, mình phải có đi được những cái chỗ này chỗ kia, mình phải có bằng đây để mà chăm sóc cho sức khỏe, mình phải để lại được cái điều gì đó cho đời. Nếu không mình chết đi chả có cái gì, ai chẳng ai biết đến mình, chẳng ai biết đến mình đặc biệt như thế nào, mình tài giỏi như thế nào, mình đã tìm ra được những cái gì. Mình phải để lại được một cái công trình nào đó cho đời, giúp được bao nhiêu người, giúp được bằng cách nào, mình phải để lại được điều gì, vân vân. Vô cùng nhiều thứ mà chúng ta chạy theo, cố để đạt được. Mình nghĩ là mình cần phải đạt được. Mà tại sao mình lại nghĩ là mình cần phải đạt được, xong mình cứ gồng lên để chạy theo như thế. Thành ra lúc nào mình cũng căng thẳng, lúc nào mình cũng đang ở trong một cái trạng thái chạy marathon hay là chạy nhanh để về đích, hết sức, căng lắm, mệt lắm. Nên là ai động vào mình là mình quạo luôn, mà rất là căng thẳng quằn quại với nó luôn. Tại sao mình cứ nghĩ mình cần những thứ đó và cứ chạy theo và luôn luôn ở trong một cái trạng thái căng như dây đàn? Là bởi vì mình nghĩ rằng mình phải có những thứ đó thì mình mới có thể sống được bình an, hạnh phúc và được ghi nhận và có chỗ đứng ở cuộc đời này, hay là được nhớ đến, được vinh danh, được ghi nhận. Chứ không thì mình mờ nhạt, mình chả là gì, mình không thể sinh tồn được, mình không thể phát triển được trong cái thế giới đầy cạnh tranh này. Đằng sau các cái chữ cần là những chữ phải. Mình phải có cái thứ này thì mình mới sống được, thì mình mới phát triển được, thì mình mới tồn tại được, thì người ta mới biết đến mình, người ta mới ghi nhận mình, tôn trọng mình. Mình phải như thế, mình phải đạt được cái đó. Nếu không thì chết. Chắc không chết thì cũng không không có ý nghĩa gì để mà sống. Rồi cảm thấy như mình không tồn tại, cảm thấy mình thất bại, cảm thấy mình không được ai ghi nhận, không được một ai hiểu, không được một ai biết đến, vân vân. Và như vậy thì đằng sau những chữ cần và đằng sau những chữ phải này, nó là những cái thôi thúc mà mình cứ thế mình chạy theo. Và nên là thực ra tội nghiệp cho những cái người động phải mình lúc này. Và lúc này tức là lúc nào mình cũng thế, không phải mỗi cái lúc này. May ra có những cái lúc mình rất chi là thoải mái, dễ chịu, thư giãn thì người ta động vào mình vẫn rất là vui vẻ, bình an, không sao cả. Thì may cho họ. Còn bình thường người ta động vào mình là tiêu rồi, căng rồi. Và vấn đề ở chỗ là thực ra những người mà cũng có những cái ý thức xã hội, những cái kiến thức, những cái gọi là những cái kinh nghiệm sống, thì thường chúng ta không quá là bột phát ra những cái lời nói hành động quá đáng, làm tổn thương hay làm mất danh dự của người khác. Nhưng mà tự mình lại quằn quại trong chính mình. Mình cứ suy nghĩ quằn quại ngày đêm, nói đi nói lại, tưởng tượng đi tưởng tượng lại cái câu chuyện đó trong đầu, chê trách đủ mọi thứ, rồi dằn vặt đủ mọi thứ, rồi gặp người khác mình cũng nói. Thế nên là thực ra vì là mình sợ rằng mình mà hành động bột phát các thứ, nói những cái lời ABC, hành động như này thế kia, thì thành ra mình là người vô học, mình không dám, mình hãm mình lại, ém lại. Nên là mình coi như là mình là một cái người biết cư xử, biết hành động, nhưng mình không làm tổn hại đến họ lắm, nhưng mình làm tổn hại đến mình bởi chính cái sự căng thẳng quằn quại trong chính mình. Và vì thế nên là khi mà mình nhận ra được là mình đang có những cái phản ứng rất quằn quại với một vài cái sự việc, một vài cái chi tiết nào đó, thì mình hãy nhìn lại mình xem đằng sau cái chữ phải này là gì, mình đang tin vào cái điều gì, tại sao mình lại phải gồng lên như thế này, tại sao mình lại ở trong cái trạng thái mà căng như dây đàn để chỉ một thứ nhỏ bé, một cái sợi lông, một cái lông vũ thả xuống mặt nước là nó bùng nổ luôn rồi. Tại sao lại đến mức độ như thế? Mình đang quá gồng mình lên, mình đang quá căng thẳng sống giữa cái cuộc đời này một cách gò bó, quằn quại và lúc nào cũng căng như dây đàn. Và những cái chữ phải này là gì?
Những cái chữ phải này chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm. Đó là những chữ phải mà mình tự đặt ra cho bản thân mình, và những chữ phải mình đặt ra cho những gì xung quanh mình, gồm có con người, sự việc, hoàn cảnh, thế giới, tất cả mọi thứ xung quanh. Những chữ phải mà chúng ta đặt ra cho chính mình đó là gì? Mình phải làm cái việc này, mình phải đạt được cái kết quả này vào cái thời điểm này, mình phải trở thành một người như thế này, phải được công nhận, ghi nhận, phải được biết đến, mình phải thành công, mình phải đáp ứng được những cái kỳ vọng của cha mẹ, của xã hội, của bạn đời, của vân vân. Những cái chữ phải mình đặt lên mình đó là phải làm điều gì đó, phải đạt được điều gì đó, phải trở thành một ai đó, nó đã đủ áp lực. Mình gồng mình lên cả đời để cố mà xây dựng một cái hình tượng và tạo nên một cái con người mà mình nghĩ rằng mình phải trở thành đó, phải làm những cái việc mà cái người đó phải làm đó, rồi phải đạt được những cái thứ mà xã hội, gia đình bảo là một cái người hạnh phúc, thành công phải có. Mình cứ đuổi theo cả đời, chưa bao giờ mình buông những cái thứ đó. Đến tận 50, 70 tuổi vẫn cứ thế, vẫn cứ đuổi theo. Và cái chữ phải thứ hai đó là mình đặt ra cho tất cả những gì xung quanh mình mà mình coi là không phải là mình này. À, bạn đời mình á, phải như thế này, phải sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, để cái này đúng cái chỗ này, để chỗ khác là mình tức. Hay là phải đối xử với mình như thế này thế kia. Rồi đồng nghiệp á, sếp á, là phải đối xử với mình như thế này, họ phải làm được cái trách nhiệm của họ ABC như thế này. Rồi bố mẹ mình, con cái mình cũng có một đống thứ là phải như này thế kia. Rồi đến xã hội, phải ABC như thế này thế kia. Rồi người xa lạ cũng là phải như thế này thế kia. Tất cả mọi thứ mình đều có một cái khung hình dung, một cái quy chuẩn mà mình nghĩ rằng, mình nghĩ rồi, nghĩ rằng nó phải như thế, mình phải thế này, họ phải thế kia, thế giới phải như thế. Cái này gọi là lập trình tâm trí, cái khung lập trình, một cái hệ quy chiếu nó vô cùng vững chắc, và nó bắt đầu được xây dựng từ cái lúc mình bắt đầu sinh ra cho đến bây giờ. Có nghĩa là nó mất đến 20, 30, 40, 50 năm, 70 năm, vân vân. Từ lúc mình sinh ra đến bây giờ, ngày ngày, giờ giờ, những cái thông tin mình nạp vào cái tâm trí này, mình coi nó là thật, và mình cứ góp nhặt lại để xây nên một cái thành trì vô cùng vững chắc rằng mình phải như thế nào và con người, thế giới phải như thế nào. Đây là cái hệ lập trình tâm trí mà mình nói đến rất nhiều lần ở trong những cái video. Và những cái lập trình tâm trí này đến từ đâu? Ban đầu ạ, nó đến từ thông tin mình tiếp nhận vào. Vì lúc đầu một đứa trẻ nó không có những cái hệ quy chiếu đó, mà nó tiếp nhận từ những người gần nhất, và thường là cha mẹ của mình hoặc người nuôi dưỡng mình. Từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc đời, những năm đầu tiên của cuộc đời, lúc nào mình cũng quan sát, nghe, nhìn, chứng kiến những gì bố mẹ nói với mình, hành động, bộc lộ ra, rồi bảo mình phải như thế. Và mình nghiễm nhiên nghĩ rằng nó là phải như vậy. Mình có cái gì khác từ trước để mình cho rằng như vậy là sai đâu. Nên mình chỉ biết là à, vâng, như thế, đúng. Và rồi tiếp tục đó là các thầy cô, rồi đặc biệt là các thầy cô trong trường lớp mà mình học ạ, rồi đến những người mà mình tiếp xúc với, rồi sau này sẽ là những cái trải nghiệm cá nhân của mình, trải nghiệm cá nhân khi mà mình bắt đầu tách ra khỏi cha mẹ thầy cô, thì mình bắt đầu à đọc mạng xã hội, mình đọc về những cái lề lối quy củ, rồi mình đọc về các cái luật pháp, rồi mình đọc về những cái trong tổ chức xã hội, rồi về một hình tượng một người thành đạt trưởng thành nó phải như thế này, rồi cái người mình ngưỡng mộ họ như vậy mình cũng sẽ phải cố gắng để theo. Thế thì tất cả những cái chữ phải, những cái niềm tin, những cái hệ quy chiếu đó ban đầu xây dựng từ cái sự góp nhặt thông tin từ gia đình, đặc biệt là cha mẹ, anh chị em, rồi từ xã hội, đặc biệt là thầy cô đó. Và sau này nó là tự mình lựa chọn, tự mình nghĩ rằng như thế là tốt, như thế là đẹp, như thế là được ngưỡng mộ, như thế là thành công, mình phải như vậy, tự mình đặt ra, tự mình nghĩ rằng mình phải như thế mới được, mới được như họ. Mình đi so sánh, mình nghĩ rằng như vậy là tuyệt vời. Mình đâu biết họ như thế nào đâu, nhưng mà chỉ vì với những cái gì mình nhìn thấy, mình tưởng tượng ra là tuyệt vời.
mình phải được như vậy. Đây là mình tự đặt ra mình phải ABC như thế này thế kia. Thì tất cả những cái chữ phải này nó đem đến cho mình những cái mục tiêu để sống. Nó cũng tốt trong những cái khoảng thời gian nhất định, và nó cũng giúp cho mình sống, mình gọi là có mục đích, có mục tiêu, có ý chí, có nỗ lực phấn đấu. Thì thực ra nó không có gì là xấu cả, nếu nó không làm cho mình quằn quại đau khổ, và nếu nó không làm cho mình trở thành một người thiếu yêu thương, thiếu bao dung, thiếu từ bi. Thế nhưng rất tiếc rằng đa phần, có lẽ 99,9999% những người đang sống trên thế giới này đều bị chính những cái chữ phải này biến mình trở thành những con người vô cùng căng thẳng, quằn quại, ích kỷ, không có cái sự thấu hiểu, bao dung, không có cái yêu thương từ bi đối với người khác, bởi vì mình quá căng, quá mệt mỏi, quá bấu víu bám chấp vào những gì mình nghĩ là phải đó. Và mình không còn cái tâm trí, không còn cái năng lượng để mà đi nghĩ cho họ, để mà đi hiểu cho họ, hay là để mà đi soi xét chính mình nữa. Mình cứ cuốn theo thôi. Và mình trở nên vô cùng quằn quại, bởi vì mình kỳ vọng. Mình đã đặt ra chữ phải là mình kỳ vọng rồi. Mình phải làm điều này vào thời điểm này, đạt được cái này. Mình phải trở thành con người như thế này. Thế là mình kỳ vọng là đến lúc đấy mình phải như thế, mình phải trở thành cái điều đó. Hay là mình nghĩ rằng người này phải như thế này, thế giới, xã hội phải như thế này. Và đương nhiên mình kỳ vọng nó phải như thế. Và nếu như nó không giống như thế, chỉ một tí khác đi thôi, là mình tức, mình khó chịu, mình quằn quại, vật vã. Nên là mình thất vọng, khó chịu, bực bội vì cái sự kỳ vọng của mình không được thỏa mãn, không đạt được như cái gì mình kỳ vọng. Mình thất vọng về chính mình. Mình đâu có đạt được những cái gì mình mà đặt ra đâu. Mình nghĩ là ngày nào mình cũng sẽ dậy đúng 5 giờ để thiền, được 3 ngày cho mình thôi. Thế là mình thất vọng về chính mình. Rồi năm sau mình phải viết được một cuốn sách, năm sau vẫn lông bông chả viết được gì cả. Mình rất là khó chịu với chính mình luôn. Thất vọng. Thất vọng là một, tức, ghét. Ghét luôn. Rồi mình kỳ vọng là ông chồng của mình đến ngày lễ này là phải mua cho mình một cái bông hoa, hoặc là ít ra thì cũng phải đưa mình đi ăn, hoặc ít ra cũng phải có một cái bưu thiếp, hoặc ít ra cũng có một cái tin nhắn. Cuối cùng chả có gì cả. Mình kỳ vọng và mình thất vọng, và mình tức và mình ghét. Cứ thế thôi, cái vòng luẩn quẩn này. Rồi xã hội cũng thế. Rồi tất cả mọi thứ nó không như đúng những cái gì mình nghĩ là phải, thì mình sẽ thất vọng vì mình kỳ vọng nó phải như thế. Và không chỉ là thất vọng, tức tối, ghét bỏ, khó chịu đâu, mà mình lại còn đi cố để kiểm soát và thay đổi người ta sao cho nó đúng với những gì mình nghĩ là phải như vậy. Ví dụ như là chồng mình mà không để đúng các thứ như thế, cũng có thể có những người mà họ không dám nói ra, mà họ ôm cái cục tức trong người thôi. Nhưng có những người sẽ bắt đầu nói, chửi bới, ca thán, mắng mỏ, cãi nhau, để sao cho người đó làm đúng cái việc mình nghĩ là phải làm đó. Rồi chưa kể đến những cái là bố mẹ mình, con cái mình, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, xã hội, sếp, ABC. Tất cả mọi thứ phải giống như mình nghĩ. Nên là nếu anh không giống như thế, bắt đầu mình sẽ cố để làm sao cho người ta phải giống như vậy. Mình sẽ làm, một là chê trách, chỉ trích, trừng phạt họ, rồi ghét bỏ họ, thái độ với họ, cho họ biết mặt đi, họ phải làm theo đúng đi để mình còn yêu. Con mình không nghe mình cũng sẽ mắng cho, đánh cho, để mà làm đúng cái điều mình nghĩ là phải như thế đi, thì mình mới yêu. Tức là mình ra điều kiện, mình thao túng tâm lý của người khác, hoặc là mình phá bĩnh, hoặc là mình chỉ là đơn giản là ghét bỏ, thù hận và ôm cái mối thù với trong lòng. Nói chung là những cái chữ phải này nó làm cho mình kỳ vọng và thất vọng, và mình cố để kiểm soát những cái gì diễn ra xung quanh mình. Và kết quả là như thế nào? Cũng có những lúc mình đạt được cái điều mình muốn đấy, khi mình ở một cái vị thế rất cao, rất to so với cái người đó. Ví dụ con mình, hoặc ví dụ một ông chồng rất là gì nhỉ, thấp kém thì cũng không phải thấp kém, nhưng mà có nghĩa là rất là hiền lành và nghe vợ 100%. Thì đối với những người này có thể mình sẽ đạt được những gì mình muốn đấy. Nhưng mà chỉ được cái người đó thôi. Còn
vô vàn thứ xung quanh, những gì ở trong xã hội, những gì ở đồng nghiệp, ở sếp, mình vẫn không kiểm soát được. Thế là mình vẫn quằn quại, vật vã, đau khổ, mình vẫn không sung sướng gì cả, mình vẫn không thấy có cái gì đạt được như mình mong muốn. À, chỉ được mỗi đứa con ngoan nghe lời, chồng nghe lời. Nhưng mà chính mình vẫn thất vọng về vô số những thứ khác. Và chính với bản thân mình vẫn thất vọng luôn, vẫn ghét luôn. Bởi vì chính mình không có thực hiện được những cái thứ mình kỳ vọng ở chính mình này, và những thứ mình nghĩ là phải này. Đấy, mình đặt ra rằng là mình phải có mục tiêu ABC như thế này, mình phải làm được điều này, phải đạt được điều kia, phải trở thành con người thế này. Đến cái deadline rồi vẫn không thành, mình tức lắm luôn, mình ghét mình lắm luôn, và mình thất vọng và cảm thấy vẫn không an yên, vẫn không hài lòng, vẫn quằn quại đau khổ trong cuộc sống. Lại đi tìm xem tâm linh có cách nào cứu mình không, lại đi tìm xem các lời giảng của các vị thầy ngày xưa, à, chắc là ngồi thiền sẽ cứu rỗi mình ra khỏi cuộc đời đau khổ này. Chắc là lên núi không có ai thì mình sẽ tỉnh ngộ ra và sẽ giác ngộ đến tầng ABC XYZ, và mình sẽ thông linh, mình sẽ trải nghiệm cái này cái kia, và mình sẽ không còn đau khổ ở đời. Đây là một cái trap, một cái rào cản, một cái nhầm tưởng mà vô số những người trên con đường tâm linh và tu tập đang bị mắc phải. Đi tìm một điều gì đó xa xôi, đi nghe những lời giảng nhưng không bao giờ nhìn vào chính mình, hoặc nhìn vào nhưng không thấy, nhìn vào nhưng không không chịu chấp nhận rằng cái tôi của mình nó lớn, những cái chữ phải nó lớn. Có như rất nhiều người đến với những cái lời dạy này khi nghe thấy là nhìn vào bản ngã của mình đi, mình đang coi là mình đúng, mình quan trọng, mình tốt, và mình đi đánh giá chỉ trích người khác, mong người khác ghi nhận mình, coi trọng mình, không nghe nổi, bỏ luôn, nghĩ rằng đây không phải tâm linh, đâu có làm cho mình lên đến một cái tầng nhận thức nào đâu, mình đâu có thiền và cảm thấy một cái gì cao siêu đâu, cái này không phải tâm linh, không phải tu tập, không phải là thứ sẽ giúp được mình thoát khỏi đau khổ, bỏ. Và vì thế chúng ta cứ quằn quại, chúng ta cứ nghĩ rằng tâm linh là một thứ gì đó xa xôi, nhưng mà tâm linh là thứ giúp cho chúng ta không còn đau khổ bằng cách đó là nhìn thấu chính những cái lập trình tâm trí của mình, những giấc mơ của tâm trí này, những thứ mình tự đặt ra, mình tự quằn quại với những cái áp lực tự tạo đó. Và mình cứ nghĩ rằng cái bản thân, cái bản ngã này quan trọng và tồn tại độc lập với mọi thứ. Và tham, sân, si, tất cả những cái thứ này mình vẫn có, nên mình còn đau khổ quằn quại. Vậy chúng ta vừa nói đến đó là cái chữ phải mà mình áp lên mình và áp lên tất cả mọi thứ xung quanh, nó làm cho mình vô cùng mệt mỏi, căng thẳng, và rồi luôn luôn nỗ lực để mà kiểm soát người đời và cuộc đời. Và dù cảm thấy thất vọng, khó chịu, bất mãn, bất an khi mà nó không được như mình kỳ vọng, khi mà nó không giống như những cái chữ phải mà mình nghĩ là nó phải như thế. Vậy bây giờ phải làm sao? Cái việc này ấy, tại sao nó liên quan đến cái việc đó là những cái cảm xúc khi mình cứ đi phản ứng với mọi người xung quanh. Mình nhắc lại đó là bởi vì mình quá gồng lên, quá căng thẳng, quá bấp bênh trong chính cái bản thể của mình, quá nhầm tưởng về bản chất của sự thật, của sự vật, sự việc, con người, nên là khi ai động vào mình là mình gồng lên và mình quằn quại ở trong đó rất lâu. Và như vậy thì khi mà có những cái sự việc xảy ra làm cho mình quằn quại, đau khổ, vật vã, khó chịu, tức tối, đừng bám víu lấy những chi tiết của sự việc, nghĩ cái này, nghĩ cái kia, tại sao họ như thế này, thế kia, chê trách, chỉ trích, mà hãy dừng lại, quay lại chính mình để thấy rằng mình đang trong trạng thái gồng, đang trong trạng thái nhầm tưởng. Và gỡ những cái nhầm tưởng này, gỡ cái sự căng thẳng, mệt mỏi của chính mình này. Và gỡ như nào? Thì mấy buổi trước chúng ta đã nói đến những cách gỡ khi mà tự nhắc mình ở trong tâm trí đó. Và hôm nay chúng ta nói đến chữ phải, và cụ thể là gỡ những cái chữ phải này như thế nào. Thì có ba cái cách thức, và mình cũng nói luôn, không phải dùng một cái là hết, bởi vì chúng ta sống với nó đến mấy thập kỷ rồi, và thậm chí là bao nhiêu đời kiếp rồi. Cái lập trình tâm trí, cái thói quen hành xử này, cái cơn mơ này nó quá dày, nó quá đậm đặc. Mình nghĩ rằng đây là thật, nên mình sẽ không thoát ra ngay lập tức chỉ bằng một phương pháp với một lần thực hiện. Mà những phương pháp này nó là những công cụ mà mình phải tập trung nó xung quanh mình, để bất cứ lúc nào mình bị chìm đắm vào những cái nỗi khổ này,
mình có công cụ này, có công cụ kia, và sẽ dần dần mình có một cái kỹ năng để sử dụng những cái công cụ nào vào thời điểm nào. Nên là mình đưa ra những cái chỉ dẫn, những cái công cụ, những cái lời khuyên, và việc thực hành, vận dụng, áp dụng, sử dụng những công cụ đó nằm ở mỗi người. Con đường là mỗi người phải tự bước đi. Có những cái cột mốc, có những cái kim chỉ nam, có những cái ánh sáng để giúp cho mình định hướng thôi. Nhưng nếu mình không tự mình sử dụng những cái thứ đó, mình không tự bước đi thì không bao giờ có thể bước ra khỏi được cái nơi mình đang bị mắc kẹt tại đó. Đức Phật cũng nói rồi, đừng có tin những gì ta nói, mà hãy tự thực hành, tự trải nghiệm để mà biết được xem cái nào thực sự có hữu ích với mình. Mà nếu không thử thì làm sao biết hữu ích, và không thử, không thực hành thì làm sao biết vận dụng và biết dùng nó vào đúng cái lúc cần dùng. Cho nên đây thực ra chỉ là tất cả, mọi thứ chỉ là lời nói, mọi thứ chỉ là chỉ dẫn, mọi thứ vẫn chỉ là những cái công cụ bên ngoài. Và mình kêu gọi mỗi người hãy áp dụng nó cho chính mình. Đừng áp dụng một lần rồi quên. Viết ra vào những cái cuốn sổ của mình, để rồi sẽ đến lúc mình phải đọc lại, phải áp dụng lại, phải luyện tập lại. Bởi vì cái bản ngã này, cái tâm trí này nó mạnh lắm. Nó kéo mình vô số lần quay trở lại với cái cơn mơ, với cái đà đẩy, với cái thói quen hành xử và cảm nhận của mình. Ba cái cách mà mình nói đến đó, cái thứ nhất đó là giúp cho cái thân thể này bớt căng thẳng. Chúng ta là một tổng hòa của thân, trí, tâm. Và chúng ta nghĩ rằng tu tập thì cái thân thể này không quan trọng, nó chỉ là cái tâm hồn mới quan trọng, cái tâm trí mới quan trọng. Nhưng mà Đức Phật vẫn đau dạ dày, mất vì ăn phải ngộ độc thức ăn. Ngài vẫn phải đi vệ sinh, ngài vẫn phải ngủ. Cái cơ thể con người này vẫn gắn với cái trải nghiệm mà chúng ta đang trải nghiệm ngay trong thực tại này. Chúng ta chưa thoát ra khỏi được cơn mơ này, chúng ta chưa thoát ra khỏi được cái mà chúng ta gọi là thế giới thực tại hay thế giới vật chất này. Cho nên đừng nghĩ rằng cơ thể không quan trọng. Cơ thể là một phần của tổng hòa cái trải nghiệm chúng ta đang trải nghiệm trong kiếp người này. Và vì thế cái thứ nhất đó là thanh lọc thân thể. Cái thứ hai đó là dừng cái suy nghĩ này lại bằng cách thả lỏng. Thả lỏng với thiền thư giãn, hay là thiền tĩnh tâm, hay là thiền samatha trong đạo Phật. Và cách thứ ba đó là khi mà chúng ta cảm thấy dừng cái suy nghĩ, cái thói quen của suy nghĩ cảm xúc nó khó quá, thì chúng ta sẽ cần phải phản biện nó, chứng minh cho mình rằng nó sai, hoặc là cho thấy những cái vô lý của nó, và dùng những cái suy nghĩ khác thay thế cho những cái suy nghĩ này. Nó không phải là affirmation. Affirmation là những cái lời khẳng định ngược lại với những cái gì mình tin. Nhưng mà mình đã tin rồi, làm sao mình tin được những cái khác? Mà mình cần dùng những câu hỏi để bắt đầu tạo một cái băn khoăn, nghi ngờ cho chính tâm trí của mình, nghi ngờ chính nó, nghi ngờ chính những cái niềm tin này, nghi ngờ chính cái phải này, nghi ngờ chính cái bản ngã này. Đặt câu hỏi là những cái thứ để mà thay thế cho những cái suy nghĩ trong đầu mình. Trong 3 video tiếp theo mình sẽ nói kỹ hơn về từng cái vấn đề này. Thứ nhất đó là về thanh lọc thân thể, để giúp cho cái tổng hòa sóng dao động của bản thể mình cân bằng hơn, cao lên một chút, để mình có thể cảm nhận được mọi thứ nó bớt đặc, bớt căng, bớt nặng. Và cái thứ hai đó là thiền thư giãn, hay là thiền samatha. Và cái thứ ba đó là thay đổi lập trình tâm trí, phản biện bằng những câu hỏi để giúp cho tâm trí của mình thoát ra khỏi cái lập trình mà nó vốn dĩ tin rằng 100% là thật. Mình sẽ làm 3 video tách rời nhau để giúp cho cái chủ đề này nó được sáng rõ hơn.